2016, Julie Lady, and I'm Mr. White. Lại gần anh đi. Come on baby, em đi. Cho anh cảm nhận đôi môi em đi. Ngại ngùng chi, con tim không nói nên lời. Con tim của anh nó không thể cất thành lời khi người bên cạnh anh ngày lúc này là em. Sẽ trong vòng tay anh đi. Phải gọi em là Lady, hát anh phải nói là pussy. Và câu trả lời là như thế nào thì em hãy cứ cố gắng hãy tự mình ngồi đó suy nghĩ thật kỹ và đoán đi. Nhìn đôi môi của em cũng đủ làm anh rung động rồi. Nhịp thở của em hỗn loạn khiến tim anh hoặc cùng nhịp đập ở trong không trung. Em ơi anh đang mau lung, kéo ghế lên gần và ngồi chứ đừng đứng đó sẽ qua sai lại làm anh lung túng. Em ơi em đến bên anh đi, anh hứa anh làm em cười, anh làm em vui, không làm cho em cần phải nghĩ suy. Vậy em chần chừ làm gì? Ở bên cạnh anh cho em làm bảo hòa, anh đỗ em lên trên đầu, anh gọi em là Julie Lady. Cứ thế ta mong chờ nhau. Môi của em đi, không đổi làm anh rung động rồi. Nhịp thở của em hỗn loạn khiến tim anh ngọc cùng nhịp đập ở trong không trung. Em ơi anh đang mông lung, kéo ghế lại gần và ngồi chứ đừng đứng đó sẽ qua sân lại làm anh lung túng. Em ơi anh đến bên anh đi, anh hứa anh làm em cười, anh làm em vui, không làm cho em cần phải nghĩ suy. Vậy em chần chừ làm gì? Ở bên cạnh anh cho em làm bảo hoàng, anh đỗ em lên trên đầu, anh gọi em là Julie Lady.